Đầu tiên, bây giờ chúng ta cùng nhau khai báo các thông số gamma và thông số cho mạng F10 và chúng ta cùng nhau xem ánh sáng trước. Đầu tiên, các bạn bảo rendering, chọn phần gamma lookup, đó chúng ta enable lên, và chỉnh hai dấu này để hiển thị màu tốt hơn. Ở đây chúng ta có 2.2, ok không lại. Tiếp theo, các bạn nhấn phím F10 lên hoặc các bạn bấm biểu tượng này. Chúng ta cùng nhau khai báo sử dụng V-Ray, chuột phải vùng trống. Chúng ta chọn Action Render. Ở dấu 3 chấm này, các bạn chọn V-Ray IDV. Và cuối cùng, chúng ta chọn V-Ray RT. Ở tab V-Ray, các bạn kiểm tra nếu bạn nào cần Time Buffer thì kích hoạt, thì chúng ta kích hoạt lên. Ở đây tôi dùng phiên bản V-Ray 2.4. Để quá trình tăng ánh sáng nhanh hơn, chúng ta bỏ luôn tùy chọn Arial này, tính toán cố định, tôi bấm vào đây, bỏ đi. Và trên này, chúng ta chọn Fixer. Ở Color Mapping, bạn chú ý chọn V-Ray 2.2. Và nếu mà chúng ta dùng 3D Max 2014, chúng ta có tùy chọn là chọn hoặc không chọn sử dụng gamma. Ở đây nó nói no gamma, tức là chúng ta đã điền vào đây nhưng nó chưa kích hoạt sử dụng. Bạn bấm vào đây và chọn color mapping nhìn gamma, kích hoạt clam output, khử những vệt đen của đèn thì chúng ta sử dụng vật liệu phát sáng qua indirect illumination này. Các bạn click on lên, mọi thông số tôi để mặc định. Ở đây GI độ này và ánh sáng lần hai, chúng ta chọn là test tính toán từ nhanh. Để đơn giản hóa, tôi chọn những thiết lập có sẵn, chọn Very Slow, tức là chúng ta sử dụng đối tượng render nhanh và kết quả kết xuất sẽ không được ưng ý, không được đẹp cho lắm. Nhưng mà ở đây tôi đề cập ánh sáng nhiều hơn, tức là đây để đối tượng này chúng ta thấy lần lọc sáng, tôi tạm thời thu lại. Và phần Very Light Cast, tôi khuyên dùng 50 xuất điểm vàng, tức là độ phân chia bề mặt của nó vừa phải thôi. Qua setting, tôi để mặc định các thông số và bỏ show window đi. Coi như chúng ta đã thiết lập xong các thông số để ta đánh sáng. Bây giờ tôi tắt học thoại đi. Coi như mình đã thiết lập xong rồi. Chúng ta cùng nhau chuyển qua đặt camera và vệ tinh cho phối cảnh chúng ta.